Những sai lầm của bố mẹ khiến con cứ ốm tái đi tái lại nhiều lần. Cùng thi với bác Thầy Thắng trong video này thôi. Tất nhiên là khi con ốm thì ai cũng lo. Bố mẹ luôn luôn mong muốn tìm được những cái phương pháp gì đó để cho con nhanh khỏi ốm. Nhưng bố mẹ phải nên nhớ rằng 90% các đợt ốm của bé là do virus. Và virus thì cứ 5-7 ngày mới khỏi, đôi khi 10 ngày mới khỏi. Chính vì thế chúng ta không có cái cách nào gọi là nhanh chóng để con ngay khỏi ốm ngay được. Đấy, nhưng mà bác sĩ Thắng biết là có rất nhiều bố mẹ mắc phải những sai lầm như sau. Sai lầm số 1 này là cho con uống kháng sinh. Con ốm 3 ngày thấy không khỏi, vậy thì ốm nặng rồi phải đi uống kháng sinh. Mọi người nên nhớ rằng kháng sinh chỉ có tác dụng để điều trị vấn đề liên quan đến nhiễm khuẩn. Và nếu mà con bị nhiễm virus uống kháng sinh thì không có tác dụng gì cả, mà nó còn ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật đường tiêu hóa của bé, ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật đường hô hấp của bé, làm điều kiện thuận lợi để những vi khuẩn có hại nó có cơ hội nó phát triển nhiều hơn. Rồi trẻ sẽ bị rối loạn tiêu hóa. Rồi trẻ sẽ mất cái thời gian để hồi phục lại cái hệ tiêu hóa, hệ hô hấp. Như bình thường sau khi dùng kháng sinh trung bình mất khoảng 2 đến 3 tuần. Và trong cái khoảng thời gian đó thì chắc chắn là đề kháng của bé bị giảm sút và trẻ lại dễ bị nhiễm bệnh hơn. Chính vì thế mọi người nên nhớ một câu của bác sĩ Thắng như này: kháng sinh chỉ được kê bởi bác sĩ, dược sĩ không được kê nhé. Có nghĩa là dù bạn đến hàng thuốc người ta kê cho bạn kháng sinh thì đấy cũng là không đúng, không được lạm dụng kháng sinh. Cái điều số 2 mà cũng rất là nhiều bố mẹ mắc phải ấy, đó là cứ thấy con sốt là hạ sốt cho bé. Cứ thấy con sốt 37 độ 5, 38 độ thì đã hạ sốt rồi. Chúng ta nên nhớ rằng là sốt là một phản ứng có lợi cho cơ thể các con. Và khi trẻ sốt ấy, ngoài việc cái nhiệt độ cơ thể tăng lên giúp ức chế vi khuẩn virus ra thì sốt còn giúp huy động các tế bào miễn dịch đến kích thích cơ thể chúng ta, tăng cường miễn dịch. Chính vì thế khi sốt là chính là lúc mà trẻ đang chiến đấu với vi khuẩn virus đấy. Và nếu chúng ta không cho trẻ sốt thì làm sao mà chiến thắng được vi khuẩn virus được. Tất nhiên ở một vài trường hợp chúng ta nên hạ sốt cho bé. Thứ nhất, trường hợp bắt buộc phải hạ sốt này đó là khi mà nhiệt độ trung tâm của bé hay là đo ở hậu môn cao trên 40 độ hoặc đo ở nách cao trên 39 độ 5 thì chắc chắn phải hạ sốt, vì đây là sốt cao có nguy cơ co giật. Thế còn sốt cao thông thường khi cao trên 38 độ đo ở nách hoặc 39 độ đo ở hậu môn thì chúng ta cân nhắc hạ sốt cho bé. Cân nhắc hạ sốt có nghĩa là gì? Chúng ta nên hạ sốt cho bé nếu chúng ta thấy tay chân của bé lạnh toát, trẻ rét run, có nghĩa là trẻ còn sẽ sốt cao hơn nữa đấy, thì hạ sốt cho bé. Số 2 đó là trẻ mệt mỏi, khó chịu, ly bì, bỏ ăn bỏ bú hoặc là khóc thét đây, có kích động đấy, thì phải hạ sốt cho các bé. Thế còn nếu con vẫn ăn, vẫn chơi bình thường thì không cần thiết phải hạ sốt cho con. Hãy cho con được quyền chiến đấu với vi khuẩn virus để được khỏe hơn. Đó là sai lầm số 2. Sai lầm số 3 đó là sai lầm là bố mẹ lại quá quan tâm đến con. Đó, rất nhiều bố mẹ cho con đến khám bác sĩ Thắng, ngày này bảo bác đã hướng dẫn là gì, khoảng 5 ngày thì mới hết sốt được. Nhưng mà sao? Đến 2 hôm lại đưa con đến khám lại, bảo là bác ơi sao mà con uống thuốc được 2 ngày rồi mà chưa thấy cất sốt, sao chả thấy đỡ gì cả. Thì bác kiểm tra con chả có biểu hiện gì hơn. Bố mẹ bảo đúng rồi, con em chỉ có sốt thôi, chứ chả có biểu hiện gì, cháu vẫn ăn vẫn chơi bình thường. Thì rõ ràng rằng gì, các em bé đấy đang diễn biến rất là bình thường. Bạn sẽ không thể yêu cầu là một đợt ốm của em bé uống thuốc ngày hôm trước hôm sau khỏi luôn, vì virus là phải có thời gian đến mới khỏi được. Nhưng mà bố mẹ rất lo lắng và cứ đưa con đi khám liên tục. Đặc biệt một vài bố mẹ sẽ còn đưa con đi vệ sinh mũi họng, hút mũi rồi làm thuốc họng mà vô tội vạ, ngày nào cũng đưa con đi đến cơ sở y tế 1 đến 2 lần. Bác sĩ Thắng thì không có vấn đề gì về cái việc là các cái thủ thuật này. Với các thủ thuật này thì cơ sở y tế đã được hướng dẫn và đào tạo bài bản rồi. Nhưng cái việc bạn đưa con đến khám quá nhiều nơi, đưa đi đưa lại trong một thời gian ngắn sẽ là nguy cơ bé bị nhiễm thêm bệnh. Vì các bạn biết rằng là cơ sở y tế là nơi có rất nhiều người ốm, và nhiều người ốm thì sẽ có nhiều mầm bệnh. Chính vì vậy con bạn đang ốm, đang mệt, đang sốt, đang rất là yếu mà lại còn đến những nơi mà có nhiều mầm bệnh thì bé sẽ có nguy cơ bị ốm nặng hơn. Đặc biệt là bé đi đến đó nhiều, đặc các em nhỏ ấy, thì có vấn đề về tâm lý, rất là sợ hãi, khóc nhiều hơn, và về nhà thì có khi là đi hút mũi xong về lại còn ho nhiều hơn là vì thế. Đứa trẻ khóc nhiều quá. Chính vì thế là khám bác sĩ, khám lại đúng theo hẹn và hạn chế cho con đến cơ sở y tế hoặc đến nơi đông người để tránh việc là cháu bị ốm nặng hơn. Thì đó là 3 sai lầm cực kỳ thường gặp của các bố mẹ có thể làm cho con ốm nặng hơn hoặc ốm tái đi tái lại nhiều lần. Rất mong bố mẹ phòng tránh những cái điều này. Đó là những gì bác sĩ Thắng muốn chia sẻ với mọi người trong video này. Nếu các bạn thấy hay thì like, share và subscribe kênh của bác sĩ Thắng. Xin chào và hẹn gặp lại.